Slow roll thì mình uh, post trên group rồi, à post trên uh, post trên trang của mình rồi, mình sẽ ngồi mình vẽ cho anh em mấy bài uh, up cấp. Đây, mấy anh em còn ngồi xem này bây giờ thì đợi mình tí. Đây nhá, nếu mà anh em mà uh, muốn mấy bài uh, slow roll thì anh em vào Facebook này, anh em uh, vào trang của mình này mình có post mấy bài slow roll rồi bây giờ mình sẽ vẽ mấy bài ốc ốc cấp anh em ạ Đấy, sáng nay mình lúc lúc mà trước khi đi ngủ ấy, là mình có post mấy bài slow roll này một bài nhá hai bài này ba bài này bốn bài này năm bài này sáu bài này đấy, sáu bài slow roll được nhá đây là slow roll ba tiền thì có con lucian chơi được này con manzaha với chogat chơi được này chin chơi được này đấy là ba con ba tiền à, uh, còn nếu mà một một tiền với hai tiền thì có con tờ quick này à, uh, con sidra này với cả con uh, ac nhá đấy, ba con mấy cái bài một tiền với hai tiền với ba tiền đấy, đấy slow run slow run thì phải ba sao mới mạnh anh em đó. còn không ấy thì anh em đánh áp cấp áp cấp thì uh, mình sẽ cho anh em khoảng ba uh, bài đi ba đến bốn bài bài mà dễ chơi nhất nó sẽ là bài Sivir uh, Sivir thì có hai kiểu đánh một là anh em đánh 6 tiến công hai là anh em đánh sáu uh, công nghệ nhưng mà mình thì mình khuyến khích mọi người đánh sáu uh, công nghệ nó dễ chơi hơn đầu game ấy anh em cứ ghép cái dao điện đấy con này cầm cái dao điện ngon này cái bọn công nghệ này đi về cái dao điện ngon tại vì cái hệ công nghệ ấy, là nó sẽ uh, nổ nổ sát thương phép nếu mà anh em có dao điện thì sẽ giảm kháng phép của đối phương đi thì cái cái màn giật của cái uh, cái hack tech này cái công nghệ này nó sẽ nhiều dam ấy. Đấy ví dụ 6 công nghệ là anh em sẽ được giật 100 dam này. Đấy thì cái bài này đơn giản nhất là sẽ đánh uh, 6 công nghệ nhá. 6 công nghệ. Nếu mà có biến công nghệ thì tốt anh em ạ. Biến công nghệ thì tốt, biến công nghệ thì tốt nhá. Con ấy đâu rồi? À? Alita, Alita là quan trọng này có một cái mốc công nghệ thì tốt hoặc là một cái biến công nghệ gì đấy thì tốt Tính sáu công nghệ mà bốn tiến công kẹt thêm con uh, rexai nhá con rexai để kích đấu sĩ này rồi cả con ire nữa ire là một hai ba bốn năm sáu bảy tám đúng không level tám là anh em tròn bài rồi sẽ có 6 công nghệ với cả 4 tiến công Đánh như này thôi đơn giản lắm Đồ thì anh em sẽ build cho con bò thì build đồ tanh cho nó Đầu game ấy thường mấy ông mà chơi cái bài này người ta hay ghép đồ đánh nguyên trích ấy Thì người ta có thể ghép dắt lửa với đỏ xét được Còn nếu mà đồ đẹp nhất thì sẽ là dắt máu với quỷ thư là đẹp nhất đấy. Con này thì cầm dao điện cùng đao huyết kiếm này Để Từ đây mình ấy tí đi Đấy như này là đẹp nhất có thể rồi đấy có đồ phụ thì anh em cho con Ire Để cho nó cầm cái bốc đồ được Nếu mà có thì cho nó cầm cái bốc đồ nó phụ đam ấy Đánh bài này là 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 đơn giản nhất rồi Làm thế nào anh em khung về được cái khung này nhá Anh em nhá, để ý là anh em có 6 hack tách với cả 4, 4 tiến công nhá Sốc chết nhanh lắm Sốc chết cái dàn dàn trên nhanh lắm Nó giật giật đến cái lần giật thứ hai là chắc chắn là chết hết rồi Nhưng mà cái bài này nhiều người chơi nhá anh em nhá Cái bài CV này rất nhiều người chơi đấy Thanh nhau luôn đấy dễ chơi quá anh em ạ rồi đến bài à uh, Draven nhá Draven thì mình nghĩ là build anh em build như này thì sẽ ngon nhất này <laughs> bài Raven thì thường là sẽ nổ hũ nha anh em nhé đồ chuẩn của nó sẽ là cùn đao hết kiếm thì anh em cứ cứ làm sao anh em build được hai đồ này trước tại vì con này ấy nó có nếu mà anh em là nếu mà anh em lấy được con này vip ấy là nó sẽ có cái đại bác là nó đánh vô hạn tầm đánh với cả nó có cái cung xanh trong cái vip rồi Đấy, nên nó không cần build đại bác hay cung xanh nữa còn nếu mà đồ cuối cùng ấy thì mình nghĩ là sẽ là kháng hoặc là diệt anh em ạ đấy. ba ba đồ này mình nghĩ là ba đồ ngon nhất đấy con này thì anh em kẹp tanh vào thôi làm sao để cho nó có thể là mà nó gây được nhiều đam nhất có thể được là, là được có hai kiểu đánh một là anh em tanh bằng vệ sĩ hai là anh em tanh bằng jc với cả vi tanh bằng jc với cả vi thì đắt tiền hơn nhưng mà mình cảm giác nó sẽ mạnh hơn còn không thì anh em cứ tanh bằng vệ sĩ thôi là được không cần phải tanh bằng hai con này nó hơi đắt tiền hai con này gần như là kiểu kẹp vào bộ nào cũng được ấy. Sindora này với cả chắc cần con chả còn con Jerry đâu, cho con uh... Leonardo Leona rồi nhỉ. kích được ba thanh lịch này. Um, thêm con thách đấu nữa, thách đấu thì sẽ lấy con này để lấy uh, máy móc. Sena. nhìn tướng cũng chưa quen anh ạ nhìn mặt tướng cũng chưa quen đấy như này là tròn bài này có một bài uh, mình đánh trong ranh rồi mình đánh hai trận raven trong ranh rồi đều được tốt cao ấy đấy có ví dụ cho anh em luôn giống hết cái bài mình vừa build luôn hai trận đầu của mình mấy trận đầu của mình á đây có hai trận một trận mình tanh bằng dây C với cả vi này một trận thì mình tanh bằng uh, leona với braum này đấy, đấy là hai kiểu đánh uh, raven dễ nhất anh em có thể tanh bằng uh, vi hoặc jc nếu mà anh em giàu còn không thì anh em tanh bằng uh, braum với là uh, leona trận này là mình dễ chết đấy dễ được top 2 còn trận này là mình xanh từ đầu ấy đánh viên trích xong rồi mình uh, lên tám mình xoay sang nên là mình có nhiều tiền là đúng cái bài mà mình vừa vẽ cho anh em luôn đấy bài raven ấy ok nhá bài raven này còn một bài up cấp nữa up cấp nữa chắc là sẽ có con này con ahi nhá con ahi thì uh, nó sẽ ổn định hơn con reata mình cảm giác là như thế con ahi tại vì kiểu cảm giác đam của nó ổn định hơn đấy ari thì nó có hai kiểu đánh một là anh em đánh bằng pháp sư hai là anh em đánh bằng băng đảng mình thì mình thích đánh bằng băng đảng hơn nhưng mà nếu mà anh em mà có pháp sư sớm ấy thì anh em đánh pháp sư cũng ok nhá con này thì anh em build bùa xanh này mũ này với cả kiếm súng nhá đây là ba đồ ngon nhất <laughs> Đấy, nếu mà nếu mà anh em có biến pháp sư thì mình nghĩ là cảm giác như cái xe vào việt mình đánh pháp sư ngon hơn ấy bởi vì đánh vệ sĩ ấy cái bọn tiến công nó vẫn xuyên qua được anh em ạ Đấy, anh em mà lên được con vách ba ấy là có thể tanh được bọn bọn tiến công ấy mình cảm giác anh em đánh bằng vách vách sẽ ngon hơn vách thì anh em build giáp gai giáp máu với quyền với cả thú tượng cho mình ahi thì đánh tám 8 pháp sư thôi có càng nhiều pháp sư càng tốt nhá Có cái lõi nào cho bọn pháp sư thì càng tốt Cảm giác thôi, mình cảm giác xem của mình đánh pháp sư ngon hơn ạ Bởi vì mình thấy con rau ôm tanh không ăn thua, nó xuyên tí nó chết Nếu mà anh em lên được con vách 3 ấy là sẽ tanh được anh em ạ Vex 3 là tanh được Còn con nào nó dích kìa con à... Sợ quên này nếu mà có ấn pháp sư nữa mới đủ 8 pháp sư đúng không? Đôi 4, 6, 7 đấy. Phải có ấn pháp sư nữa mới đủ 8 pháp sư. Nếu mà được thì kẹp thêm con Shinko vào. Shinko với cả con Riata vào chắc là ngon nhất. Nhờ anh em nhỏ. như này đấy nếu mà được thì chắc là như này sẽ là ngon nhất biến pháp sư cho con này hoặc là một cái lõi cộng pháp sư gì đấy anh em thử đánh bài sáu pháp sư ra mình nghĩ sáu pháp sư chơi được ấy nhà phát minh ngon nhá nhà phát minh ngon nhà phát minh đánh nguyên trích được với cả là kẹp được bây giờ ấy đánh nhà phát minh ấy anh em kẹp hai con này này Kẹp con uh, Vi này với con Kha'Zix này Hai con này nó có nhiều tác dụng trong combat lắm Con Kha'Zix này thì cho nó cầm một cái bốc đồ là ok Con Vi này thì nó có thể là nó kiểu Nó vừa làm tanh được ấy Mà nó cũng có một tí đam Nếu mà kẹp được hai con này ở trong bài nhà phát minh thì ngon Vi với cả Kha'Zix Vi Kha 2 với Kha'Zix hai. Bây giờ server mình đang đánh con chim hơi nhiều Mình chưa có thời gian để mình tìm hiểu xem con nào cao được con chim Biết con Ahi có ăn được con chim không? Chứ con đánh trận vừa rồi của mình là thua con chim Thua đậm luôn đấy Xem mình đang đánh chim hơi nhiều Chô gát chắc là được nhỉ Chô gát chắc là được Đấy Steve đánh chuỗi thắng đi lên xong rồi có cái biến nhà phát minh này Kẹp được hai con 5 tiền hay sao này Con xin skin nó cho hai con nhiều máu nhất trong team hay là hai con